Rồi xin chào tất cả bà con. Bữa nay Thác Sơn sẽ chia sẻ cho bà con cái cách mà quản lý chuột cái cho lúa là khi làm đồng á hiệu quả. Đó. Thì Thác Sơn có đem đầu ngày xuống để chia sẻ cho bà con. Thì trước khi chia sẻ quay lại cho bà con coi bữa nay là lúa UM19 của UM18 của Thác Sơn nhiều núi là được 39 ngày nha bà con. Thì xịt Atonic cái cử 33 ngày kết hợp với bón phân 16-16-8 luôn đó bà con, thì bữa nay nó xanh lên vậy. Đó. Thì miếng này hơi dày hơn chút, nó cũng thưa nhưng mà nó thưa đều, thì nó với phân thì nó dày được rồi. Tới 45-46 ngày mình tống vô cử nó là ok rồi. Thì bữa nay nó bắt đầu có đồng rồi đó bà con. Đó. Thì chuột nó cũng thăm chừng hoài rồi bà con. Đó. Còn miếng dưới của Hắc Sơn thì rất là thưa, thì giá phân bữa nay nó xanh dở màu đã không đó. Thì để Hắc Sơn đi một vòng xuống dưới cho quay lại cho bà con xem, rồi lên chia sẻ lại cho bà con cái cách quản lý chuột. Thì xuống miếng dưới thì ở đây vòng vòng mấy miếng vòng vòng này bà con thấy người ta xịt một cử thuốc hết đó, độ ôm vi khuẩn hết đó bà con. Thì ông này mới xịt hồi sáng nè, thấy mấy ông nó đi xịt về bỏ vỏ nè đó. Còn củ Thất Sơn thì làm hồi đó giờ chỉ là tới bốn hẳn đồng bốn mấy ngày mới xa, từ 45 đến 50 ngày. Thì trong giai đoạn đó mình xịt cử Thất Sơn xịt từ bắt đầu từ cái cử đón đồng nó mới xịt bệnh thôi, thì xịt ngừa thôi là tới chín, là tổng cộng là bốn cử đó nghe bà con đó. Ở đây thì ông xịt hồi sáng là nè, thuốc này không biết thuốc gì nè, Captivan 400 mg nè, này là đặc trị trái bị lá, này là cũng như là vi khuẩn đó, đặc trị vi khuẩn đó. Còn cái này là có vỏ, còn thuốc đậu ôm chắc trong chai à, nó này vỏ nè, đậu ôm vi khuẩn nè. Thì lúa này rất là tốt nha mọi con, trái bị lá đây, vi khuẩn đây, đậu ôm vi khuẩn đây, trái lột lá nè. Nó của Thất Sơn tới đón đồng mới tới đón đồng mới xịt luôn bà con ơi, nhưng nào xịt chia sẻ cho bà con. Nó ở đây là cái góc quay từ xa cho bà con mình nhìn thấy cái miếng bò hởm mà thưa gỉnh, không có mạ cấy nè bà con. Thì nó thưa vậy đó, thì con bón phân vô rất là tiết kiệm phân, nó vậy nó xanh vậy là nó xanh tới 40 mấy ngày tới đón đồng luôn á. Thì tới đón đồng cũng bắt buộc phải đón vô. Nó mình giải đúng bốn cử, đón vô 40 từ 45 đến 48 ngày đó bà con, trong giai đoạn là nó chuẩn bị lên tim đèn đó, nó có tim đèn rồi, 42 ngày là bắt đầu tượng rồi đó. Đó rồi 45 là nó lên tim đèn rồi, từ 46 47 mau lắm tới 48 49 là nó lên bù nhùi rồi đó. 50 từ 50 ngày lên là nó tọt bông non rồi. Nó mau lắm. Nó qua một ngày là rất mau. Đó. Đây thì để coi vụ này năng suất sao. Thì nói chung thì lúa mình thưa với lúa dày thì năng suất cũng không, mình đây có một số bà con không tranh cãi, lúa dày lúa thưa chưa chắc chúng thì thôi, ai làm sao làm, cái này cũng như chỉ là chia sẻ cho bà con mình xem thôi, chứ chúng thắc gì cũng tại người làm thôi. Nó thì có chuột, chút nữa đem thuốc đây, thuốc trên bờ lấy nước vô xin lời cho nó đây, thì đây này. Đánh chút đi xuống được, đi xuống cái đầu dưới mà con, cái đầu trên này thì nó cũng rất là thưa nè. Thì đây là cái đầu dưới mà bơ hởm nó không có chỗ mã cấy nè bà con, nên sơn là cấy xương xương nè. Thì bữa nay thấy nó cũng nở ra nè, 39 ngày thấy nó cũng nở nè, cũng còn lỗ trống nhiều lắm. Mà thưa thưa thì giải phân vô thấy nó tốt quá, tốt rồi, lá dài dài bự bự không nè, nó không có cạnh tranh dinh dưỡng. Đây qua cái chỗ này là bà hẩm quay cho bà con xem là nó chống lỏng nè, lúc nhỏ là không thấy lúa đâu nè, Hắc Sơn cấy ba lam ba liêu nè, không có mạ cái tiết này nữa. Thì 39 ngày thấy cũng ít hết trơn, nhưng mà vô trong mới thấy nó ấy thôi bà con, vô trong mới thấy nó nở quá nở rồi nè. Thì để cuối vụ làm lây gai tới chỗ, quay cho bà con xem lây gai tới chỗ tới chín cái cây năng suất được bao nhiêu cây, nếu thưa làm thưa được là bắt đầu là làm thưa luôn. Mà bà con nào mà làm lúa làm đất nhiều á thì bắt buộc phải xài vậy thôi, để thưa bà con muốn cấy tiền đó. Thì tùy theo bà con làm già làm nhà, làm đất nhà mình có khả năng đi cấy thì mình xả thưa, có gì mình đi cấy. Còn bà con nào mà đất nhiều mà ấy thì bắt buộc phải xài vậy. Để ta mướn cấy tiền lắm đó. Một người ngày 120 buổi chục ngày biết nhiêu tiền đó, thì tính qua cũng vậy thôi.
Thì xa thưa thì có vụ Long Sưng thì bà con là xa thưa được. Xa vụ Long Sưng ít cái mắc lỗ lắm, chứ ốc ăn rồi còn chứ ốc rồi. Có nhiều Long Sưng con xa lên đầy đủ. Thì bây giờ lên chia sẻ thuốc cho bà con mình xem. Thì ở đây Thác Sơn chia sẻ cái cách mà quản lý chuột hiệu quả cho bà con mình ha. Thì lúa bà con nào mà chuột nhiều á, thì bà con thứ nhất là bà con kết hợp dừa chế nhớt, đừng cho nó đựng xuống lúa, nó có mùi hôi á, kết hợp với nhớt cái thuốc á, có mùi hôi đựng xuống lúa. Rồi bà con thuốc trên bờ, nó sẽ ăn trên bờ, nó không xuống lúa nha bà con. Mà thuốc này chế chung với nhớt nó chỉ được có 2-3 ngày thôi nha. Thì bà con kết hợp dừa chế dừa thuốc để cho nó hiệu quả. Đó, còn trời mưa thì bà con thuốc được, bà con chế thì nó cũng giảm luôn. Đó. Ở đây thì Thác Sơn, ở đây bà con nào có cách khác thì làm ngay. Ở đây Thác Sơn cái chai nước ngọt 1,5 lít nè. Đó. Thác Sơn đục cái nắp, đựng hồi xịt ra. Đó. Thì ở đây Thác Sơn pha là 0,5 lít dầu maru, dầu chảy máy, máy cài, máy gió mình đó, dầu maru á, máy rút á. 1,5 lít dầu này với 1 lít nhớt. Đó. 1 lít nhớt với Thác Sơn kèm thêm bằng 3.6 này nè bà con. 3.6 này vô luôn cho nó bằng màng màng với nó hôi á. Nó diệt sâu luôn, vì bà con chế này có thể là nó có sẽ nó giảm được cái gầy nâu, nó giảm được gầy nâu vô lúa bà con luôn đó. Giảm được gầy nâu với giảm được sâu đục thân đó. Quản lý sâu được không nhận vé là cũng hay, nó hôi mà. Đây là 3.6 con này là chỉ sâu đục thân, sâu lá thôi, nhưng mà nó chế vô nó có ốc nó cũng chết mà nó hôi á, chuột nó không vô luôn. Đây Thác Sơn sẽ kèm thêm thằng cây na nữa. Thì này thế chế có này, tại vì trong đây nè, để này bà con lưu ý nè, thuốc rất độc với chuột nè. Đó. Thì đây 1 lít, một chai này cũng như 1,5 lít đó, 1 lít nhớt với 1 lít nhớt với nhựa 0,5 lít dầu marut đó. Thác Sơn sẽ cho 15cc thằng carina này vô. Đó. 10 đến 15, 20 cũng được, tùy theo bà con chuột nhiều thì bà con nó nhiều đừng cho cái chất thuốc nó mạnh đó. Đừng chuột nó tối nó đi dính nhớt nó liếm nó sẽ chết luôn. Đó. Cái nào xuống nước thì chết luôn, còn cái này thì cũng 15-20 bà con. Mà 3.6 là rẻ, nếu bà con nào có ấy thì bà con chế nhiều. 50 trên chai này 1,5 lít cho nó túa màng màng nhiều, cho cái thuốc sâu nó mạnh vậy đó. 3.6 này có 6 mấy ngàn gì, 5 mấy 6 mấy ngàn rồi bà con. Mua thiếu thì 70-80 cái gì đó. Có con carina này thì 100 mấy nó mắc thôi đó. Thì giờ Sơn sẽ pha cho bà con mình xem. Thì bà con mình chế nhớt kết hợp với bà con thuốc chuột, thuốc này nè bà con. Gacumin nè, 0.75 TB nè, của thằng Pa Giang nha bà con. Gói này 10 mấy 20 ngàn á, có lượng tịnh 20 g, bà con chú ý nha. Thì thuốc này thì chuột ăn không ngán nè, nó không hôi nè, chuột nó ấy, còn thuốc đen á, chứ thuốc này ăn thì có khi 2-3 ngày nó mới chết, là ăn ít. Còn nếu trong một đêm nó ăn nhiều thì nó vẫn chết liền luôn nha bà con. Nó ăn thuốc mấy vụ này biết nè. Đó. Xuất xứ Thái Lan nè. Thằng này thì bà con mình thuốc gạo, mà chú ý bà con mình trộn với gạo thì nên lựa gạo nào nó thơm, nó ngon, nó gạo mắc tiền đó bà con, thì chuột nó rất là thái nha bà con. Đó, thì một gói này bà con trộn cho khoảng 2 lon gạo vô cái bọc này nè. 2 lon gạo rồi bà con binh miệng, rồi bà con trộn đều ha. Rồi bà con thuốc, mỗi lần thuốc bà con bỏ một nhúm chấu ở dưới trước này nè, đừng cho nó để bà con để gạo xuống ấy, nhúm chấu dưới. Rồi bà con bỏ một nhúm này lên, đó. Một nhúm vừa đủ ăn, cỡ như là bà con canh một nhúm tay đủ vừa đủ ăn vậy đó. Rồi bà con bỏ thêm một nhúm chấu lên trên, bích lại nó tối ăn. Khi nào bà con thuốc một bịch thì bà con thuốc nhiều lắm nha. Bà con thuốc gần tới đáy nó còn cái chắc cặn thuốc đây nè, thì bà con cứ tiếp tục đổ gạo vô 1,5 lon gì đó, bà con thuốc thì tính ra một bịch này là bà con thuốc tới mấy ký gạo luôn đó. Nha. Đó. Thì đây Thác Sơn sẽ chế nhớt vô chúng này. Còn thuốc này là một mỗi thứ 10 đến 15cc, thì bà con nào có thêm cũng chút chuột nhiều thì mình tăng liều lên. Nó thì lưu ý thuốc này mình pha ra cái ngoài. Mình pha ra ngoài, mình pha nước đó bà con. Để thôi vô nó bị ốc trâu nha. Vô 3 nhớt với cái dầu mà ốc trâu. Mình pha ra ngoài nó loãng đi, mình chế nó vô mình trộn. Đó. Đây Thác Sơn sẽ làm cho bà con mình xem. Chế ra. Cái trường miếng chế thuốc, thuốc cái bọc lúa hết rồi. Đó, thì thuốc này mình chế, cái này đáng lẽ là nãy chế trước mới đúng rồi con. Mình chế trước vô chai, mình quậy nước lạnh đó, cho nó loãng hai thứ này ra. Rồi mình mới chế nhớt dầu mơ ru vô. Thì làm gấp quá nên nó mới chế thì sao có thể là quên cục. Đó, bà con chế 3.6 vô. 20cc đó, cái này rẻ thì cho nó nhiều nhiều một chút đi. Đó,
với kèm carina vô vài chục cc đó. Đó, còn mình để nước vô mình để quấy cho nó loãng ra, cái mình chế vô mình sụp vô mà con đó. Thì mình quậy ra mình chế vô phải không, cái mình đi chế thì bà con lưu ý không phải là mình chế giáp đất nha, mình đi chế cặp bờ thôi, cách vô khoảng 2-3 thước vậy nè bà con, chế cặp bập đi vòng bờ hoài luôn, bà con đất dài thì bà con đi theo cái bờ hoài nè đó, thì bà con chế cặp vô 2-3 thước gì đó hoặc theo đường nước bìa vậy nè, thì nó tự động lõ vô dài tầm lõ ra tới bờ luôn nha. Hiện hồi nó khen chế rồi quay lại cho bà con xem đó, rồi bà con khi bà con chế rồi thì bà con thuốc trên bờ đó, thì tối nó không xuống nước được, nó sẽ ở trên bờ. Mà trên bờ bà con lưu ý thuốc không phải là để dày đặc nha, bà con thuốc đây nhúm cách 7-8 mét 10 mét bà con thuốc nhúm gì đó, rồi qua cái sao thuốc nữa bà con tránh đừng có thuốc làng bãi nó sẽ gặp nó sẽ ngán nha, bà con thuốc cái tích gì đó nó ăn rồi mơ thuốc nữa đó, thì nó sẽ rất là hiệu quả nha, cuộc cúm nhum cúm lai cũng ăn hết luôn đó, bà con làm cách này thì chuột nó không xuống lúa được thì nó sẽ ăn hết luôn đó. Thì đây nó cũng vô ngầm nó chút đỉnh nè, này là 3.6 với carina nha bà con đó, quậy nước ra. Quậy cho nó tan mới chế vô trong đó thì mình sụp lên đó. Này là vô trong nhớt cái đó là nó quấn cục liền, nhưng mà nó có cái hơ bà con, khi bà con chế nước có hơ thì bà con chế bà con cầm cái chai này bà con xịt 3-4 mét, bà con xịt cái 3-4 mét xịt cái thì tự động lỏng ra ngang đó, để sơn qua xong mới cần sụp lên rồi đi đó. Sau khi bà con trộn vô rồi bà con lắc lên rồi bà con đi xịt, đi sơn sẽ lắc lên sơn đi xịt cho bà con mình xem, lắc cho đều thuốc lên đó. Đó, mình lắc đều lên rồi mình đi chế, chế ở trong lúa này nè bà con, cách vô 2-3 gang đó, hoặc cái đường nước trong 2-3 gang đi bà con xịt xuống vậy đó, bà con đi khoảng 3-4 cái bà con xịt một cái, xịt cái là khoảng 30 cc vậy đó. Đó, ông gọi họ quay lại cho bà con coi lão nha, con cái nào lúa trống mà con xịt xuống nó xịt gì đó, con cách bờ 2-3 thước vậy nè, này con thấy không, nó vô trong nè, cái đường đó nè vô trong nó ngồi nó ngậm, rồi mình kết hợp với mình kết hợp với thuốc ở trên bờ là quản lý rất là im đó, là con không vô trong nè, nó vô trong nó ngồi đó, nó thì đáng hồi quay gặp bìa cho bà con mình xem. Rồi sau khi hất sơn chế một vòng rồi thì vô trong cho bà con xem nè, thì cái màng nó lỏ ra rất là đều đó, bà con thấy tím không, tím này là màng nó không nè đó, màng này thì nó cắt mà thôi đó, thì chuột nó sẽ hạn chế vô thì bà con thuốc ở trên nó sẽ ăn ở trên nữa đó, thì nó lỏ rất là đều nha bà con, ba cái chất dầu thì xuống nước thì nó lỏ rất là đều đó. Rồi sau khi bà con mình chế xong, bà con mình thuốc trên bờ vậy nè đó, mình thuốc thưa thưa một chấm thôi, 10 mét 7-8 mét 10 mét, bà con để một lớp chấu ở dưới đó, bà con hết mình nhúng gạo khoảng bao nhiêu nè, canh vừa đủ cũng như bao tử gà với bao tử chuột có vừa ăn vậy nó, nhưng nhúng vậy thôi đừng nhiều quá nó ngán, nó nhiều thì nó ăn hết thì bà con nó bỏ nhúng lên trên nữa cho bích lợn đó. Trời mưa thì mình chế này cũng ok, nhưng mà mình sẽ thuốc thêm nữa thì nó mới đảm bảo hơn đi trên bờ đó. Thì bà con thuốc gần hết rồi, còn bà con chế gạo vô thêm, nó có nó lóng cái lớp ấy dưới á. Thì vòng vòng bờ bà con cách xa 7-10 mét một bả thôi, cho chuột nó gặp thì nó quất gặp trước, còn bà con thuốc lèn là nó không ăn đâu nha. Nó ngán, nó như đó. Rồi chia sẻ cho bà con.